Nhân sinh một kiếp, đến đi vô thường. Mệnh hệ gì ta cũng sẽ không thuộc về ngươi. Ba là ta là ân nhân của nhà ngươi. Thì ra bà đã cứu ta. Nhà ngươi không cần phải cảm tạ ta. Vậy còn tiểu thơ đi chung với nhà ngươi đúng không? Ta dớt không có kịp. Không thể nào. Ta phải. Đứng lại. Nhà ngươi nhìn đi. Ngoài trời thì tối đen như mực, mà vết thương của nhà ngươi thì tè le tét lét. Nhà ngươi chưa kiếm được người, nhà ngươi đã chết rồi. Vết thương này sao làm khó được ta chứ? Vô trong nhà nghỉ ngơi cho ta. Ta làm sao có thể nghỉ ngơi khi chưa tìm được tung tích của Lạc Quân? Nhà ngươi không có lượng sức mình. Thank you.
nhân sinh một kiếp, đến đi vô thường. Ta khuyên nhà ngươi đừng có buồn nữa. Sống phải thay người, chết phải thay xác. Ngày nào chưa tìm được lạc quân, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ta không hiểu tình yêu là cái quái gì mà sao thiên hạ cứ cắm đầu vào yêu. Đối với ta, kiếm được người đó là một chuyện rất dễ, nhưng nhà ngươi phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ cần được gặp lại lạc quân, bà muốn ta làm gì cũng được. Bà nói đi, bây giờ ta phải làm sao? Ta chỉ giúp cho nhà ngươi được một lần này thôi. Bà nói gì? Ta chưa hiểu. Nhà ngươi hãy đứng sát lại đây, nghe kỹ, nghe kỹ lời ta dặn. Bò đi vô. À dạ, dạ rồi, dạ rồi. Chuyện tình ta nơi ra đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi yêu thương bên nhau, còn đâu hỡi anh cho riêng em lòng đơn đau. Tình yêu ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đau như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng mong manh. Lạc Quân.
Làm việc kiểu gì kỳ vậy? Dạ, em xin lỗi ạ. Tôi xin lỗi nha. Từ bây giờ là tôi sẽ không bao giờ biểu diễn bất kỳ chương trình nào của các anh cả. Dạ, em xin lỗi ạ. Ôi em nữa. Đi về. Dạ. Quá mệt mỏi. Là cô. Chị biến thái. Anh là ai mà dám đụng vào người tôi vậy? Thôi 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 chị ơi, mình đi về đi chị ơi. Ở đây có người thấy là phiền dữ lắm. Thôi thôi đi, đi. Này đi đâu vậy Lạc Quân? Thiên An. Lạc Quân. Thiên An. Lạc Quân. Lạc Quân. Lạc Quân. Lạc Quân. Lạc Quân. Trăm năm gại tơ, chỉ chờ đợi giấy phục ni, chàng và nàng gặp nhau. Ta xin lỗi cô nương. Anh ấy lần sau có ốm thì nội trưởng một tiếng em chuẩn bị tâm lý, chứ đừng có xô sang với rửa. Cô nương yên tâm đi, sẽ không có lần sau đâu. Em giỡn thôi, làm chi mà mặt nghiêm trọng như rửa. Mà nè, anh răng rồi, con đau không? Ta không sao. Anh là fan của chị Thiên Ý hả? Cô nương nói gì, ta không hiểu cho lắm. Ồ, cũng đúng thôi. Anh vừa bị lên gội mà, rắn mà tỉnh táo cho được. Thôi ngồi đây đi, em đi lấy nước cho. Nam chỉnh ngôn tình của mình đấy rồi. Cô nương. À, nửa của anh đi. Cô nương cho ta hỏi, ở đây đang có lễ hội hóa trang gì? Và lại y phục của cô đang mặc, ta thấy rất kỳ lạ. Ta đang ở đâu vậy? Đây là nhà tôi. Lạc Quân, nàng cũng ở đây sao? Nhà tôi không ở đây. Chàng để tôi ở ngoài đường. Lạc Quân. Còn cái đó, ngầm miệng cái rồi biến dùng. Cái này là cái gì? Sao ta chưa thấy nó bao giờ? Chị, em thấy là từ nãy chưa, anh nắng nổi kia la lắm. Anh đừng có giả điên nữa. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Sao? Bao nhiêu tiền đó không đủ hả? Lạc Quân, nàng đang ăn nói kiểu gì vậy? Nàng coi lại phục của nàng kìa. Đủ rồi nhé đồ dở hơi. Tôi ăn
ăn mặc sao? Có liên quan gì tới anh? Người gì đâu ăn mặc cổ hủ, nói năng bạo thủ. Một là anh biến khỏi nhà này. Hai là tôi sẽ giao anh cho công an. Ok? Dạ quá. Công an là ai? Nói cho tao biết, hắn đang uy hiếp này đúng không? Ta sẽ giết hắn. Anh đi. Không đi, sao đâu. Đứa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Quân tử đồng khẩu không động thủ. Đụng là từ trên trời rơi xuống. Bình tĩnh, tôi chỉ muốn giới thiệu thôi mà. Tôi, quản lý của Thiên Ý, Kim Chon BB. Thiên Ý bất ngờ bị một người hâm mộ tiếp cận và ôm hôn ngay trên sân khấu. Tình huống diễn ra làm Thiên Ý khá bối rối, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và cố gắng hoàn thành tốt phần diễn của mình. Một số khán giả cho rằng đó chỉ là phần dàn dựng cho tiết mục biểu diễn cổ trang của nữ ca sĩ được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, tại sao lại có hình ảnh của chàng trai Hai Lạc Quân cổ trang kỳ lạ cùng với gương mặt thu hút đang được cư dân mạng quan tâm và lan truyền trên các trang mạng xã hội. Lạc Quân, chuyện này là sao? Tại sao ta lại ở trong cái hộp đó? Em nhìn nó đi, em đánh nó ra khùng khùng điên điên như vậy nè. Theo như luật hình sự đó, là đây là tội cố tình gây thương tích cho người khác. Một là em phải phạt tiền, còn không á thì bị tạm giam. Và chưa kể là danh tiếng hình ảnh của em coi như đổ sông đổ biển hết. Tội nghiệp ghê á. Người thì đẹp như thiên thần mà tinh thần không có ổn định. Các ngươi cho thầm đi, rốt cuộc ta đang ở đâu? Anh có cách này. Em có biết hát không? Nhảy, diễn xuất. Lái xe, lấu nha, quẹt nha. À, bị giật đô không? Biết điều không? Bớt bớt, ca sĩ Thiên Ý. Thế rốt cuộc anh biết làm cái gì? Vậy là các ngươi không biết gì về Thiên An ta đây rồi. Thiên An ta đây là một người văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa. Không có gì có thể làm khó được ta. Và võ công của ta cũng thuộc hàng cao thủ. Anh phải công nhận là cái đồ điên không có nhẹ đâu. Nhưng mà anh nghĩ á, có thể huấn luyện được, chỉ cần đẹp là được hết. Anh dẹp cái ý định đó đi. Em là Quân. Này ở đâu vậy? Tôi đi đâu anh hỏi để làm gì? Tao muốn đi theo để bảo vệ nàng. Chẳng lẽ tôi đi toilet anh cũng đi hả? Toilet là ở đâu? Mà cho dù ở bất cứ đâu đi chăng nữa, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Đồ biến thái. Tôi tức muốn xỉu luôn thiệt á. Nè, tôi nói rõ cho anh nghe nhé. Thứ nhất, anh đừng có gọi tôi là cái nàng nàng gì đó, vì tôi nổi da gà. Còn thứ hai, nhà này là nhà của tôi. Tôi muốn đi đâu thì đi, tôi muốn làm gì thì làm. Anh không có quyền hỏi tôi. Còn thứ ba, anh đừng có đi theo tôi. Ok? Tôi lại anh luôn á. Lạc Quân. Ý. Thôi bỏ đi, người ta là ca sĩ Thiên Ý đó, chứ không phải Lạc Quân đâu. Tội nghiệp, chắc là mời chia tay người yêu. Tội ní á, tạm thời con từ ngồi qua đây nha. Có chứ không biết á, thì cứ gọi cho tiểu nữ. Tiểu nữ ở tầng dưới. Đa tạ cô nương. Thôi, con từ nghỉ ngơi đi. Tiểu nữ
cạo lui. Ở đây thật là kỳ lạ, không ai bình thường. Tại sao mọi thứ lại thay đổi như vậy? Rõ ràng là đã nhìn thấy Lạc Quân, mà hình như không phải nàng ấy. Rõ ràng nàng ấy đang ở đây, nhưng lại rất xa. Ta phải làm gì để nàng ấy nhận ra ta đây? Đứng yên đó. Đứng, đừng có để. Sao? Có chuyện gì vậy? Mọi người, đây là phòng của tôi sao? Tôi nói thiệt nha, tôi đè cho anh xong ở đây á là tôi đã nhịn nhịn lắm rồi. Nên có gì á là anh biết điều một chút đi, đừng có làm tôi điên nữa. Nhưng mà ta... Tưởng chuyện gì? Anh nghe nè, em nói tiếp đi. Dạ, em xin lỗi chị, tất cả là lỗi của em. Còn em nữa, lần nữa đi, thì lúc đó hả, anh ta với cả em nữa sẽ đuổi ra khỏi nhà này, em hiểu chưa? Dạ, em biết rồi. Đi. Không được, ta phải ở lại với nàng ấy. Tiểu Nư đã nói với Công Tử rồi, có cái chí thì nói với Tiểu Nư, cho rắn mà đi lúng túng ở trong nhà rửa. Ta xin lỗi cô nương, đã làm cô nương phải khó xử rồi. Tiểu Nư biết, tuy là chị Tiên Ý hơi khó chịu, nhưng mà lòng dạ chị tốt lắm, nên là Công Tử cứ yên tâm. Tiểu Nư sẽ bảo vệ cho Công Tử. Đa tạ cô nương. Nhưng mà cô nương nè, ta thật sự không hiểu nổi tại sao một chỗ rộng lớn như vậy mà lại không có nhà xí chứ. Ta đã tìm nó suốt đêm qua. Rửa là Công Tử em nguyên cả đêm luôn à? Ừ. Chú cho mà ơi, răng mà đồi công thâm hầu dư rửa. Cũng bình thường thôi. Thật ra nhà sĩ ở đây người ta gọi là toilet. Toilet? Ừ. Là cái gì? Là ở đây. Em xin lỗi. Chúng ta đã thấy cái không nên thấy. Thật là thoải mái. Phải chi ở chỗ của ta cũng có thứ này thì hay biết mấy. Em còn mua đồ nào khác không? Do khi tới đây bất ngờ quá cho nên ta chưa kịp chuẩn bị. Theo anh. Em đang mặc gì nè? Giờ mình cởi áo ra thử. Mình làm gì vậy? Thử thôi mà. Đổi trang phục cho em. Cái gì vậy? Là ngân lượng. Ngân lượng? Ở chỗ của ta, thứ này rất quý giá, có thể mua được rất nhiều thứ, kể cả y phục. Ừ, thật ra thì cái này ở đây không có đáng giá. Thôi được rồi, để lấy tiền túi của mình ra mua đồ cho em. Đi, qua một cái chỗ cao cấp hơn. Đi quái phương nào? Cái này là bức tượng mà em. Đi. Anh thấy là ở đây quần áo không phù hợp với em đâu. Mình tính tiền xong mình qua chỗ khác. Đi. Ờ, lạnh quá đi. Thank you.
em. Gà mới của anh. Thẳng lưng lên. Cái mắt kính nữa kìa. Anh đã nói rồi, anh chưa bao giờ nhìn sai người. Cũng giống con người hơn rồi đó. Cầm đồ của Thiên An lên giùm anh. À, dạ. Lạc Quân, nàng có sao không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là Lạc Quân, tôi là Thiên Ý. Nếu lần sau anh gọi tôi Lạc Quân một lần nữa thì tôi không cho anh ở lại đây nữa. Ok. Bây giờ em đạp cái này là thắng, còn đạp cái này là chạy. Em hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi. Anh đang dạy Thiên An. Lên đi. Giảm tốc độ, giảm tốc độ. Em giảm tốc độ này. Anh thắng bên kia, cái chân thắng bên kia kìa. Thiên An, Thiên An. Em sợ quá anh ơi. Sao hô, sao hô, em bớt lại sao hô ơi. Em có sao không? Em có sao không? San hô! San hô! Là trợ lý và sẽ là đệ sĩ của Ý trong thời gian tới. Vậy thì chị giải thích sao về hình ảnh hai người ôm hôn nhau trên sân khấu vừa rồi? Mọi người nghĩ quá sai rồi. Đó chỉ là dành dựng thêm cho tiết mục của Ý nó hay hơn thôi. Có nhiều người cho rằng chị muốn sử dụng hình ảnh ấy để PR cho ca khúc mới, có phải không? Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Ý. Lâu rồi không gặp, chị khỏe không? Em nghe nói dạo này vệ sĩ của chị nổi tiếng trên mạng lắm phải không? Cực hot luôn. Có phải là anh này không? Thôi, chị xin phép ra sân khấu trước. À, ngày mai chị ra mắt ca khúc mới phải không? Em chúc chị ra mắt ca khúc mới thành công rực rỡ nha. Cảm ơn em, có gì nhớ ủng hộ chị nhé. Dạ. Thiên An, đi thôi. Nam nữ thọ thọ bất thân. Cũng không biết ai phải tập trung vô việc của mình nữa. Để coi vên váo được bao lâu. Tôi nghe. Mọi việc tôi đã sắp xếp xong rồi đấy. Ở
chị nghĩ không? Mày coi lại coi. Nghĩ hơn trùm sáng, đúng là tạo. Ủa trời, mà anh này như là vệ sĩ của anh mà. Hôm nay Thiên Ý sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc mới. Hy vọng là các bạn sẽ thích và ủng hộ bài này. Chết rồi anh ơi, chết rồi. Bắn gà chết nữa rồi phải không? Không phải, chị Thiên Ý. Cô ta đây. Cảm ơn anh. Tạm thời hoãn lại thời gian ra mắt ca khúc mới. Hợp đồng quảng cáo, các số duyên trong thời gian sắp tới đều bị hủy bỏ hết. Rửa là bấy chư thật nghiệp hả anh? Rốt cuộc ai làm chuyện này chứ? Mà cũng không trách ai được. Đi đêm thì có ngày gặp ma thôi. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Làm nghệ sĩ phải giữ hình ảnh trong từng lời nói, từng hành động. Giờ mọi chuyện xảy ra rồi đó. Ai giải quyết đây? Đó có phải là lỗi của ta không? Ta sẽ đi giải quyết chuyện này. Vô ích thôi. Không ai tin em đâu. Anh đừng giả vờ nữa. Anh làm phải không? Mục đích chính của anh là cái này. Anh trả lời đi. Thiên Ý, ta không có. Em im đi. Đừng có giận cá mà chém thớt. Anh mới im đi. Anh mới là người gây chuyện nè. Do anh quá tin người. Dẫn sói vô nhà em á. Có khi nào á anh mới là người đứng sau cái vụ này không? Vì muốn đưa gà mới của anh lên để thay thế em chứ gì? Chị quả đảm rồi đó. Răng mà nội chí mà kia rửa. Lần sau chị nội cái chị phải suy nghĩ cho kỳ càng. Thôi coi như là em chưa có nổi cái chí đi. Ok. Là tại anh. Tất cả là tại anh. Em luôn đúng. Anh luôn luôn sai nè. Bây giờ tất cả mọi việc mà liên quan tới em không dính líu gì tới anh nữa. Em được tự do. Ok. Anh làm cuộc sống của tôi lộn xộn hết rồi. Anh vừa lòng chưa? Anh thành công rồi đó. Cho anh đi đi. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Anh hả? Em muốn nhờ anh giúp về vụ việc của ca sĩ Thiên Ý anh.
Alo. Alo, em hả? Anh BBJ. Anh muốn nhờ em viết một bài báo đính chính cho ca sĩ Thiên Ý. Không được hả? Alo, em. Chị, ăn một chút đi nè, đừng có uống nữa. Em để đó đi. Từ sáng tới trưa là chị chưa có ăn cái chí hết á. Cứ uống như rửa là bền chặt luôn á. Ăn một chút thôi. Mà anh Thiên An đi mố mà chưa về nữa. Đi lâu như rửa rồi á, không biết là có ăn cái chí chưa nữa. Sao mọi người kỳ vậy? Sao ai cũng lo cho anh ta vậy? Trong khi người tổn thương nặng nhất là chị mà em. Nếu em muốn lo cho anh ấy thì thôi em đi đi. Chị cho em nghỉ việc luôn đó. Chị, chị. Cái gì? Xin chào mọi người, tôi là Thiên An. Tôi đã xem qua một video mà có một ai đó quay lại về Thiên Ý. Thì mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Thiên Ý, đúng rồi, Thiên Ý không hề đánh tôi ngất xỉu, mà là do tôi trước đó đã có một vết thương, cho nên là tôi mới ngất xỉu. Nói thật thì nói sao để mọi người tin, nhưng mà nhờ Thiên Ý và những người bạn của cô ấy mà tôi mới có thể tồn tại ở đây. Tuy là có một chút khó chịu thôi, nhưng mà mọi người hãy tin Thiên Ý nha. Tôi cảm ơn mọi người. Có phải Thiên Ý đang uy hiếp anh đúng không? Thiên Ý muốn anh nói như vậy đúng không? Cô ấy đã cho anh bao nhiêu tiền? Mấy người nói cái gì vậy? Thiên An công tử, về nhà thôi. Tao không về đâu, tao bị đủ việc rồi. Thì anh thuê em làm lại, lên xe đi. Thôi, tao không còn mặt mũi gì để về nhà hết á. Tao đã làm liên lụy mọi người với Thiên Ý rồi. Ừ, vậy đi bụi luôn nhá. Đi. Khoan đã, cho tao về, tao đói bụng quá rồi. Ê, dừng lại. Viên sỏi là một ngày tới đây đó. Ủa mà sao lại nó hai màu? Ừ. Màu cam á là thể hiện một ngày ta có rất nhiều niềm vui. À. Ừ. Thì ra là vậy. Đúng rồi. Tức là những thời gian anh ở lại đây, anh buồn lắm phải không? Toàn màu trắng không à? Cô hiểu lầm ta rồi. Tại vì ta chưa quen với cuộc sống ở đây, cho nên ta mới như vậy. Thiên Ý nè. Ừ? Kể từ nay á,
cô có thể thân thiết với ta thêm một chút xíu được không? Nha. Một chút xíu? Đúng rồi. Đồng ý hả? Không. Cái đêm mà trên sân khấu á. Đêm trên sân khấu là sao? Cô nói ta nghe đi. Cảm ơn. Đêm trên sân khấu là sao? Nói ta nghe đi. Nói rồi đó. Ta không nghe. Em cảm ơn. Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Mà xét cho cùng thì cũng là lỗi của ta. Từ khi ta xuất hiện ở đây thì cô luôn gặp nhiều rắc rối. Biết vậy đủ rồi đó. Mà không sao, em cũng muốn nghỉ một thời gian mà. Với lại chuyện đó cũng mau lắng xuống thôi. Lạc Quân là một người rất dịu dàng, rất biết quan tâm đến người khác. Và đặc biệt là cô ấy rất tốt bụng với mọi người. Thiên Ý là một người rất là xinh xắn. Còn Lạc Quân thì hát không hay bằng Thiên Ý. Thiên Ý hát hay lắm luôn á. Anh thích nghe em hát chứ vậy? It's art that I can give.
it laugh was made for me and you. Love was made for me and you. Hoa nở hoa rơi hoa cũng tàn, tình đến tình đi tình cũng tan. Yếu đớn phương giọng như cùng gầm sướng, gầm không tiệt thương mà không cọ dinh giường. Vô. Vô. Tình đơn phương đôi khi thì anh cười vui lòng em xảo xuyện, mà người đâu biết chăng em đã yêu anh từ lâu 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 lâu. Em hát rõ. Bớt hát lại nha. Rồi em đọc rạch cho anh nghe hì. Em là san hô. Vì hồi nhỏ em bị hô nên em là san hô. Em biết chiếu lỗ tối nên em là san hô. Rồi em đi ra đi vô nên em là san hô. Anh kim tròn đi vì anh là mê quản lý. Cái mặt anh rất là xấu xí. Hai người đang làm gì vậy? Nhậu. Chị ngồi vô chị. Cái này là cái gì? Muốn thử không? Bê bê kìa. Cái gì vậy? Anh đi. Trời ơi, anh có tuổi rồi em. Ơi, nhỏ này. Thôi anh không có gì. Thôi, sang hô. Sang hô. Thấy ơi. Trời ơi, giết tôi đi. Thiên Nghị, anh trước giờ anh quản lý anh chưa gặp ai mà có cái tính khó ăn, khó ở, khó chịu như em. Em không quan tâm cảm xúc của mọi người xung quanh, không cần biết ai buồn ai vui, mặc kệ. Chỉ cần một mình em vui là được rồi. Anh nhịn em rất là lâu rồi đó, Thiên Nghị. Nè cả chi. Chi đó, chi rất là đẹp. Nhưng mà cái nét chi là xấu lắm luôn. Chi muốn ăn có một tô bún bò thôi. Mà chi hành người ta, hành hết người này tới người khác. Chi hành từ công hành lạ sang công hành tây. Em nói thiệt luôn, chi là chi được cái giọng hát hay thôi. Chứ cái ngoài hình của chi cũng bình thường. Em là em mê cái giọng hát của chị. Nhưng mà tại vì là em không có ngoại hình cho nên em không làm được ca sĩ như chị thôi. Sao? Chị, tớ thấy sang hô hát đâu có hay đâu. Anh nghe chưa? Anh cũng là một người bất bình thường. Nhưng mà em đầy anh rồi. Anh thích chị Thiên Ý đúng không? Hồ đồ. Làm sao mà tao có thể thích một người ngang ngược, sốc sực và hỗn láo như là này ấy chứ. Em thấy không? Ngay cả san hô nè, nó là cái hiền nhất trong cái nhà này, mà nó còn giận em tới mức như vậy. Tại em hiểu em cỡ nào rồi đó. Chỉ có điều là nãy giờ nó chửi cái gì, nó không nghe được gì hết trơn. Thiện An là người mới tới đây, không chịu nổi cái tính nết của em. Em phải coi là cái cách ăn ở của em á. Ừ, cái nết mà xấu quá trời, xấu. Xấu quá em ơi. Xấu quá san hô ơi. Mọi người thật là quá đáng. Ngày mai em sẽ đuổi hết. Anh đã lấy nụ hôn của em trước mặt bao nhiêu người. Em rất là bực mình và
chết. Nên em đã quyết định em sẽ lấy lại những cái gì em đã mất. Nhớ nha, đây là em lấy lại chứ không phải là cho anh. Ok. Ok. Tình hình là có cái chế độ không ổn lắm. Anh ơi, anh thấy không ổn thiệt. Anh có cảm giác như là đây là bữa ăn cuối cùng của mình vậy đó. Rửa đêm quá, có cái mớ uống say rồi nói bậy bạ cái chứ không? Biến. Mọi người, đi đâu đấy? À, vô rồi. Sang hô, Em ngồi đi. Ủa sao mọi người không ăn? Ăn đi. Mọi người ăn đi, sao không ăn vậy? Mình nấu ăn cũng tệ đâu, ăn đi. Thật ra mà nói thì bữa ăn hôm nay là lời cảm ơn, cũng là lời xin lỗi từ trước đến giờ. Ta thì không. Em lại nấu ăn ngon đấy vậy. Quá ngon luôn. Cảm ơn này. Có chuyện gì vui hả? Dạo này thấy em thân thiết với Thiên An quá ha. Ý anh là sao? Không, anh chỉ nhắc nhở thôi. Anh nghĩ là trong lúc này thì không nên nghĩ đến chuyện tình cảm. Nếu
Em thích Thiên Anh thì sao? Không sao, đó là sự lựa chọn của em. Nhưng biết đâu Thiên An không thích em, chỉ xem em là cái bóng của Lạc Quân thôi. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, dù sao đó cũng là lựa chọn của em. Khuya rồi mà tại sao vẫn có người đứng ở đây vậy? Không có gì, chị muốn hít thở vậy thôi. Vì không biết có ai rảnh đi dạo với ta không ha? Đi thôi. Em có một chút thắc mắc. Thắc mắc gì? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi của ta bằng tuổi mấy đời dòng họ nhà em cộng lại đó. Xạo. Em dám chắc anh nhỏ tuổi hơn em nè. Phải không? Gọi bằng chị đi. Chị cái gì mà chị? Ta lớn tuổi hơn em đó. Nhìn mặt kìa, mặt đó, biết là nhỏ tuổi hơn em mà. Cưng à. Thiên An không thích em, chỉ xem là cái bóng của Lạc Quân thôi. Đi. Trần Bằng, ngươi còn nhận ra ta sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi đến đây thế nào thì ta đến đây thế đó. Có điều ngươi may mắn tìm được Lạc Quân trước ta, nhưng hôm nay ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát đâu. Lạc Quân? Lại là Lạc Quân? Người này là ai vậy? Đây không phải là Lạc Quân, ngươi tránh xa cô ấy ra đi. Ngươi nói không phải là không phải sao? Thiên Ý, ta đếm 1, 2, 3 em chạy nha. 1, 2 Chạy! We'll be right back.
sao hôm nay đẹp quá ta. Mà em cũng thích ngắm sao hả? Em không có bạn nhiều nên những lúc em buồn á, em hay ngồi đây và ngắm sao. Anh. Em hỏi anh một câu được không? Nếu anh trả lời được thì sẽ có một món quà. Hỏi đi. Tại sao giữa các ngón tay có khoảng cách như này? Câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng hỏi nữa hả? Chúc mừng anh, đó là một món quà. Trời đẹp quá ta. Cẩn thận chứ chị. Tưởng ai, hóa ra là người quen. Em chờ chị ra mắt ca khúc mới hoài mà không thấy. Em tưởng chị giải nghệ rồi chứ. Bài của chị muốn ra thời điểm nào, đó là chuyện của chị. Em làm gì quan tâm thế? Tại vì em lo lắng cho chị thôi. Chứ bây giờ mà chị có ra một chục bài đi nữa cũng không ai quan tâm hết á. Em quan tâm nè. Vậy chị thành công rồi. Vẫn còn làm vệ sĩ cho người ta hả? Đối xử tệ như vậy mà vẫn làm hả? Sao mà khờ dữ vậy? Bởi vì tôi thích. Thì nghĩ bệnh. Dê sơ. Anh nói cho em biết, làm ca sĩ thì cứ lo mà ca hát đi, đừng có chơi cái trò mà ném đá giấu tay. Em đâu có làm gì đâu anh. Anh làm quản lý trong nghề biết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ em làm gì mà anh không biết? Và anh cũng nhắc cho em nhớ, anh có thể nâng Thiên Ý lên được thì anh cũng có thể hạ Như Ý xuống được. Cẩn thận đó. Bây giờ anh có việc phải qua phòng thu, chắc anh đi trước. Em cũng qua phòng thu. Em qua thu âm à? Vậy em qua dọn phòng thu. Vậy để anh đưa em đi. Anh đi trước. Thiên Ý. Dạ thôi. Anh. Mình đi bộ chút xíu được không? Lấy. Thank you.
vỡ. Ngay trong giấc mơ, từng hơi thở cũng rời bờ, em ngỡ ngơ. Đã từng nghĩ mình yêu tha thiết hơn, chẳng bao giờ nhận mang về đau đớn. Cứ như thế, gì nghe mai mê, giờ lặng lẽ chôn vùi trong mê che. Đưa tay lau đôi mi và hồng, cuốn chân ly trí mình bên nhau, chẳng thơm mộng gì. Thôi nâng niu say mê, đau đớn nhức nhối đến thế nên hay. Chào các bạn khán thính giả, chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay chúng ta sẽ đón chào một vị khách mời đặc biệt. Và cô ấy đã trở lại trong thời gian gần đây, đó chính là nữ ca sĩ Thiên Ý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô ấy nhé. Chào Thiên Ý, bạn có thể chia sẻ về cuộc sống của bạn sau sự cố đánh tài xỉu của mình không? Lần đầu tiên thì Thiên Ý xin gửi lời chào thính giả với lại những bạn với lại cả anh nữa. Thì sau cái sự cố đó thì thật ra thì Thiên Ý đã mất tất cả trong cái thời điểm đó. Nhưng bù lại thì Thiên Ý đã có được những bạn thân của mình và đã nhận ra là trong cuộc sống có những thứ mình nên quan tâm hơn. Mối quan hệ của bạn và người ấy như thế nào? Thì anh ta đang đứng ở ngoài kia kìa. Thì anh ấy với Thiên Ý là một người bạn, một người bạn đặc biệt. Hôm nay có một vị khán thính giả tên là Doraemon muốn yêu cầu một bài hát tên là Wish Down You. Xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Wish Down You do ca sĩ Thiên Ý trình bày. Ngay trong giấc mơ, từng hơi thở cũng rời bờ, em ngỡ ngơ. Đã từng nghĩ mình yêu tha thiết hơn, chẳng bao giờ
dẫn mang về đau đớn. Cứ như thế gì em mai mê giờ lặng lẽ chôn vùi trong mê che. Đưa tay lau đôi mi và hóng cuốn chân lý trí mình bên nhau chẳng tham mong gì. Thôi nâng niu say mê đau đớn nhức nhối đến thế nên hãy tốt hơn đừng về. Anh đây. Anh. Ừ? Anh qua thế giới này không có biết cái này ha. Cái gì? Em sẽ dạy anh. Ừ. Này em không có ý gì hết. À. Đây là đây. Anh đây là người ta gọi là love shot. À, nó không vậy đó. À. À. Ngày vui như vậy, chúng ta chơi. Nói thật đi. Nói thật hả? Em sẽ hỏi. Anh trả lời đúng thì anh không bị phạt. Nhưng nếu anh trả lời sai hoặc là không trả lời thì anh sẽ bị phạt là uống một ly rượu. Đó đi. Anh có thấy em đẹp không? Đẹp. Anh. Ừ? Ừ. Có thấy em à. Đẹp hơn Lạc Quân không? Ừ. Ủa đây. Lạc Quân có phải là người mà anh yêu nhiều nhất không? Thì anh có thích ai ở đây không? Vậy em có thích ai ở đây không? Anh có muốn ở lại đây không? Có. Mà em có muốn ta ở lại đây không? Nếu em trả lời là có thì anh sẽ ở lại đây chứ. Anh yêu Thiên Ý rồi phải không? Không trả lời có nghĩa là có. Anh có biết không? Anh là một thằng hèn hạ. Anh muốn quay trở về với thế giới của anh, với cái Lạc Quân gì đó của anh, phải không? Anh cứ đi đi, em không có dựa anh ở đây đâu. Uống đi, uống đi. Ấy chà. Em vẫn đi được. Ai cha. Em sẽ ngắm thêm 5 phút rồi đi về phòng ngủ. Gọi Thiên Ý thôi. Vậy là ngôi sao mà không thể nào mà rẻ tiền như vậy được.
không có được nó thôi đi vậy. Ý trời, ta kể đây. Anh đã lấy nụ hôn của em rồi giờ anh dụ dỗ em lên giường hả? Không, anh thật là quá đáng. Ta không có, chỉ là chắc là hiểu lầm thôi à. Chắc là hiểu lầm thôi à. Đúng rồi, y phục của em vẫn còn mà. Em mặc đồng, anh làm gì em làm sao biết được. Sao sao ta? Tối hôm qua ta nhớ là ta cõng em vào phòng, rồi sau đó ta về đây ta ngủ. Có khi nào là em bị mộng vô em đi lên đây không? Ý anh là sao? Em tự mò đây hả? Chính xác. Anh kỳ quá hả? Sao anh nói chuyện với phụ nữ anh nói vậy được ta? Em thật sự là rất là tổn thương, em đau lòng quá. Anh thật sự rất là quá đáng hả? Chuyện này để lần sau tính nha. Đau quá chị. Chị nhức đầu. Nhức đầu lắm mà hai cái tay ôm cái bụng rồi hả? Trời ơi đau bụng nữa. Trời đặt anh nhức đầu rồi đau bụng luôn à. Rồi bây giờ nằm ở đây thì em chạy ra ngoài em mua thuốc cho nghe chưa? Không sao em đi xuống dưới để cho chị một mình nghỉ ngơi, chị sẽ khỏe em. Hả? Ừ, bị đau như đi mà nghỉ ngơi là khỏe à? Chị nghĩ là chị sẽ ổn, em đừng có bận tâm chị. Không sao, em cứ đi xuống dưới đi. Mà chị này cho em hỏi tí, đêm qua chưa chị có thấy anh Tiên ăn đâu không? Ôi đau, ôi trời nhục đau. Em ngồi tối qua gì chị ngủ ở đêm mà em làm sao chị biết được là anh ấy ở đâu đi. Ủa? Đêm qua anh cũng hai người đi chung với nhau mà. Trời ơi, hôm qua đi chung này đó là chuyện hôm qua của hôm nay thì đâu khác chị em. Em nghĩ sao vậy? Nhức đầu quá. Rồi, cửa thôi chị nằm nghỉ đi. Rồi có cái gì thì kêu em một tiếng hay chưa? Chị sẽ kêu. Cảm ơn em. Đi em ơi, đi. Đi em ơi, đi. Cảm ơn em. Thiên Ý, em đi đâu vậy? Em đi gặp mấy bạn nhỏ của em. Mấy bạn nhỏ của em hả? Để ta đưa em đi nha. Không, anh nghĩ đi, một mình em đi được rồi. Mà nè, hôm nay mặc đồ đẹp lắm đó. Cảm ơn anh. Thank you.
Đây chính là lý do mà tại sao tụi anh luôn ở lại bên cạnh Thiên Ý. Con bé này bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì rất là ấm áp. Chị Thiên Ý mồ côi từ nhỏ cho nên là chị ít khi mờ lòng với ai lắm. Nhưng mà vào gần đây em thấy chị vui hơn nhiều. Ngồi im. Đi mà. Hai người đang làm gì vậy? Dạ, đập mặt nạ dưới leo. Bỏ xuống. Được rồi. Xem cái này. Sao không? Cái gì vậy? Cho tao coi với. Công tử coi đi. Cái này á là sao băng, là hiện tượng của thiên nhiên, lâu lâu mới có một lần. Người ta nói á, khi mà mình ngắm sao băng rồi mình nhắm mặt lại, mình cầu nguyện thì tất cả những điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực. San hô nói thì có thể mình sẽ sớm được quay về trong vài ngày nữa. Lẽ ra mình nên vui mừng, nhưng sao tự nhiên lại không nỡ rời xa nơi này và những con người ở đây. Ta nghe đây. Anh bị bệnh hả? À, ta đâu có bệnh gì đâu. Ta suy nghĩ một số chuyện đó mà. Thiên Ý, vài bữa nữa em cho ta nghỉ vài ngày nha. Anh đi đâu? À, ta đi giải quyết một số chuyện đó mà. Phép ngắn hạn thì được, miễn là về là được rồi. Thiên Ý, nếu như mà không có ta ở đây á, em nhớ phải ăn uống cho đầy đủ nè, giữ gìn sức khỏe để tránh bị bệnh, và làm việc nhớ phải có điều độ đó nha. Anh cứ tự lo cho bản thân mình đi. Thank you.
Nếu như mà không có ta ở đây á, em nhớ phải ăn uống cho đầy đủ nè. Cảm ơn em.
Em nghĩ qua nghĩ lại thì hôm nay em thấy anh rất là lạ. Anh sắp đi đúng không? Anh đã tìm cách trở về tìm Lạc Quân đúng không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng vậy thì em đoán đúng rồi đó. Phải. Thì ra là vậy. Em đã nghĩ rất là nhiều. Cái sợi dây chuyền này á, xử tao như được không? Tao cảm thấy khó chịu lắm. Anh tưởng em dễ chịu lắm hả? Tao không biết là khi nào tao đi, nhưng từ đây tới lúc đó em có thể đối xử với tao như trước được hay không? Nếu cô giận, muốn đánh hay muốn chửi gì cũng được, nhưng đừng có im lặng được không hả? Em xin lỗi, không làm được. Nói với anh rằng em vẫn còn yêu. Nếu yêu em là sai, người tình
Nghĩ. Thiên Nghĩ. Thiên Nghĩ. Tỉnh dậy đi em. Em tỉnh rồi hả? Có sao không? Hơi nhức đầu thôi. Chắc do em kiệt sức á. Anh là bác sĩ, anh không biết thôi sao em biết. Ủa mà sao vậy? Em khóc hả? Lại làm phiền anh phải không? Em là bệnh nhân, anh là bác sĩ. Không lẽ bác sĩ đi làm phiền bệnh nhân. Em làm phiền anh đi, anh cảm ơn. Em biết không? Hiện nay anh đang có một bệnh nhân rất là cứng đầu. Lì lợm lắm, đi xô hoài, hát hoài. Rồi bệnh xỉu. Nghỉ ngơi đi. Lo bản thân mình nhiều hơn nha. Anh đi lấy thuốc cho em uống nha. Chị ơi, chị ơi. Chị. Xin lỗi bác sĩ. Nè, cái anh mặc áo hình con diều. Anh thâu thâu mấy cái dây anh lại. Anh có chuyện dướng với bệnh nhân nha. Anh chỉ nói chuyện nhỏ thôi. Nhất là cái chị chấm bi nè nha. Em thấy cho mọi người sao rồi? Em đang diễn trên sân khấu á, thì bị ngất xỉu. Mọi người ai cũng lo cho em hết á.
Mà anh Thiên Anh đâu? Công tử, công tử, công tử tỉnh rồi sao? Công tử từ từ thôi. Thật may mắn bị hư như vậy mà công tử vẫn còn sống. Ta đang ở đâu vậy? Công tử không nhớ gì sao? Công tử bị rớt xuống nước, khó khăn lắm tôi mới tìm được công tử. Vậy còn lão bà đâu? Lão bà nào? Khi tôi tới đây chỉ có một mình công tử thôi. Còn Lạc Quân? Tiểu thư Lạc Quân. Xin chào tất cả các bạn có mặt ở đây. Hôm nay Thiên Ý sẽ hát một ca khúc mới do chính Thiên Ý tự sáng tác. Bài hát này là dành tặng cho một người rất đặc biệt. Anh ấy đã đi một nơi rất xa, Ý chưa kịp chào tạm biệt. Tạm biệt anh.
yêu hôm nào. Người hỡi, giấc mơ ngày xưa em đã có anh trong vòng tay. Ngày dần trôi em cố xóa đi kỷ niệm bên anh lúc xưa. Thôi, đành quyết thôi những dấu yêu bên người. Chiều buông lời nghẹn ngào xa xôi, anh quay lưng sau đôi mắt buồn. Ngày nào mình còn bên nhau giờ đã tan. Có chẳng chỉ là giấc mơ.